chào quý vị đang đến với chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác. Một miếng nhỏ nhỏ với quý vị là trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tình huống giao thông và trộm cắp mang tinh thần cảnh giác cao độ. Bởi vậy trong ô cửa sổ này là bình yên, nhưng ngoài ô cửa sổ là sóng gió lắm quý vị ơi. Ê, cẩn thận. Chạy xe thì phải quan sát chứ anh gì ơi. Quý vị biết không, Hào Nhiên vừa xem một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng trăm bình luận, khi một người đàn ông lái xe máy vừa phóng nhanh vừa vượt ẩu và cái kết. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip để biết thêm chi tiết nhé. Theo camera an ninh ghi lại, chiếc xe máy lao nhanh bám đuôi xe container, sau đó chuyển làn thiếu quan sát dẫn đến tông vào đuôi ô tô đang dừng đổ bên đường. Có thể thấy tài xế điều khiển xe máy trong clip chuyển làn vội vàng. Thời điểm tài xế xe máy chuyển làn, phía trước là xe container che khuất tầm nhìn. Vì vậy, khi chuyển làn phát hiện ra ô tô phía trước, tài xế cố gắng phanh nhưng không kịp. Xem tình huống này và rút kinh nghiệm khi chuyển làn nha các bác tài ơi. Bà con ơi, dù vội vàng đến mấy thì khi tham gia giao thông cũng phải chú ý quan sát, chuyển làn đúng quy định, tránh họa ập tới thì không né kịp nha. Ây chà, xem mà thót tim luôn quý vị. Một tình huống giao thông quá là nguy hiểm khi một người phụ nữ điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, đường cao tốc là đường chỉ dành cho xe cơ giới lưu thông với tốc độ cao. Vì vậy, khi đi xe máy trên đường cao tốc, vừa sai luật vừa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cực kỳ cao đó nha quý vị. Một người phụ nữ điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cụ thể khoảng 15 giờ ngày 27 tháng 5. Một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khi tuyến đường này đang có rất nhiều phương tiện di chuyển tốc độ cao. Đáng chú ý, người này còn điều khiển xe máy chạy vào làn trong cùng bên trái làn phương tiện có tốc độ đi lại cao nhất. Hành động này của người phụ nữ không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn ảnh hưởng tới các phương tiện ô tô lưu thông đúng đường. Đó, quý vị thấy không? Đi xe máy trên đường cao tốc vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, người đi xe máy trên cao tốc còn có thể phải đối diện với mức phạt hành chính từ 2 đến 3 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng luôn đó quý vị. Quý vị ơi, Hào Nhiên mới xem được tình huống giao thông này, chấn động. Tưởng đâu chỉ có trong phim không á. Đó là hình ảnh một chiếc ô tô con khi đi qua khúc cua đã dừng lại để nhường đường cho xe đầu kéo. Nhưng do khoảng cách không đủ nên ô tô con đã bị trượt ra khỏi đường và tụt xuống rãnh. Bởi vậy, khi lưu thông trên những đoạn đường đèo dốc quanh co, quan sát và tính khoảng cách an toàn là vô cùng quan trọng, nhất là khi di chuyển cùng với những xe tải trọng lớn hay xe đầu kéo đó quý vị. Theo camera hành trình một phương tiện ghi lại, thời điểm này trời mưa, mặt đường trơn, khi phương tiện di chuyển đến khúc cua thì một chiếc xe đầu kéo phía trước đang mở rộng vòng cua để di chuyển. Đúng lúc này, ở chiều ngược lại, một xe ô tô 5 chỗ di chuyển đến do không tính được khoảng cách an toàn cho xe đầu kéo di chuyển qua. Nên tài xế ô tô con đã dừng lại để nhường đường. Tuy nhiên, do đường hẹp nên xe đầu kéo gần như không di chuyển được. Để tránh va chạm, xe ô tô con đã di chuyển nhưng do khoảng cách không đủ nên xe ô tô con đã bị trượt ra khỏi đường và tuột xuống rãnh. Có thể thấy, dù xe ô tô con đã lường trước tình huống, chủ động dừng đi chậm, dừng tính khoảng cách an toàn không chuẩn nên vẫn va chạm. Tình huống trên là lời cảnh báo với mỗi tài xế, xe đầu kéo, xe tải trọng lớn luôn có những điểm mù nên các lái xe phải hết sức cẩn trọng, tập trung hơn khi đi đường. Đặc biệt khi lái xe qua những cung đường đèo dốc vào thời tiết mưa giông, không chỉ tầm nhìn bị ảnh hưởng mà những sự cố như mất lái do đường trơn trượt cũng dễ xảy ra. Tạm gác lại cái tình huống giao thông đầy hiểm trở vừa rồi, Hào Nhiên mời quý vị xem tình huống sau đây. Tình huống thực sự quá đúng với câu tình làng nghĩa xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần luôn đó quý vị. Vụ đột nhập táo bạo, nếu không có hàng xóm phát hiện kịp thời có lẽ chủ tiệm đã mất khá nhiều tài sản. Theo diễn biến camera an ninh một tiệm ở An Giang cho thấy, vào khuya ngày 29 tháng 5, có hai đối tượng nam xách nhiều đồ ghề cậy cửa tiệm bạc. Cả hai vào bên trong dùng dụng cụ cậy tủ lục lọi. Khi đang thu gom đồ thì bị hàng xóm phát hiện, cả hai tên vội vã bay qua tủ bỏ chạy thoát thân.
Xem xong mà Hạo Nhiên cảm thấy quá là hả hê. Nhờ người hàng xóm mà hai tên trộm có một phen chạy té khói, bỏ cả dụng cụ hành nghề ở lại luôn. Nhưng mà bà con cũng lưu ý là nhớ khóa cửa cẩn thận, trộm dạo này manh động lắm nha. Chấn động luôn quý vị ơi. Trộm cướp thì thường Hạo Nhiên nghe kể chỉ ban đêm mới dám hành nghề thôi, mà nay cướp giật táo tợn giữa ban ngày, ở ngoài đường có nhiều người qua lại luôn đó quý vị. Bất chấp ban ngày được có nhiều người qua lại, tên cướp táo tợn thực hiện hành vi trộm biến mất hút trên phố. Đoạn clip camera an ninh nhà dân ở Biên Hòa Đồng Nai ghi lại cho thấy một đối tượng chạy xe Exciter đã đi từ sau nạn nhân, chạy lên kè sát rồi thò tay giật sợi dây chuyền rồi ra tẩu thoát. Do đối tượng thực hiện quá nhanh nên nạn nhân chẳng kịp trở tay. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Trộm cướp bây giờ không lười biến hành nghề ở bất kỳ thời gian nào nữa, giữa ban ngày cũng dám thực hiện những hành vi xấu xí như vậy. Bởi vậy bà con nên đề cao cảnh giác nha. Tình huống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình. Bà con ơi, cảnh giác ngày hôm nay. Mong rằng từ những video của chương trình sẽ giúp mọi người chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày. Để không bỏ lỡ các tập phát sóng của Bà Con Ơi Cảnh Giác, quý vị cũng có thể xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền Hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hạ Nhi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.